Trời ơi, thì lần đầu tiên lên Tây Bắc, nghe tiếng hẹt Tây Bắc thấy nao nao trong người quá. Cảm giác rất là feeling. Ủa vậy là nãy giờ khỏi hẹt đó hả? Ừ, đó. Rồi, hẹt đó. Rồi khỏi giới thiệu, biết lần đầu tiên lên Tây Bắc luôn. Biết ra khỏi hẹt sao không mà đưa mãi trời. Ờ thì thấy người kinh ở dưới thổi thế này thì cứ thổi vậy thôi. Khi nào có biết thổi sao? Thôi được rồi, đi theo tôi để tôi dẫn đi xem cái lễ hội của người ta rồi coi á. Khỏi hẹt sao, về dưới kinh mà thổi vậy người ta cười chết luôn á. Mà mình đi bằng gì đây? Nghe nè. Rồi rồi, mình lên Tây Bắc thôi. Em ơi, em là bà chủ. Có tôi á. Nhạc theo bên cả núi rừng, chúng ta đến đó tưng bừng của ca nhé. Đi thôi.
đại diện cho ban chấp hành liên chi hội khoa Đông Á Hậu xin kính gửi lời chào đến cô và các bạn sinh viên thân mến. Các bạn sinh viên thân mến, thì câu lạc bộ văn hóa du lịch của chúng tôi thành lập với mục đích xây dựng một môi trường để sinh viên tự trao dồi kiến thức về khối ngành học xã hội và nhân văn, khơi dậy sự yêu thích tìm hiểu các giá trị văn hóa. Đồng thời đây là môi trường để các bạn thực hành các kiến thức văn hóa trên giảng đường đại học thông qua việc bạn thành thức đi du lịch đến tận các địa điểm văn hóa, chúng ta cùng nhau tham gia tham dự vào, giúp các bạn sẽ tự cảm nhận về những nét đặc trưng của văn hóa đó. Đồng thời qua đó chúng tôi với mong muốn rằng với những thứ đó thì chúng tôi mong muốn rằng để phát huy và bảo tồn các địa điểm văn hóa dân tộc. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi.